có đến hàng tấn rác thải nằm cập sát tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận, và đây chỉ là một trong hàng chục điểm đổ trộm rác thải do những người vô ý thức gây ra trên tuyến cao tốc này. Đủ thứ rác thải, từ bao bì, chai lọ, thực phẩm thừa, vật dụng sinh hoạt, chất thành đống từ mép hộ lan cao tốc tràn xuống đường dân sinh, bốc mùi hôi thối. Hai đầu đường dẫn vào trạm dừng nghỉ Châu Thành và dọc tuyến cao tốc, cả hai hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương và ngược lại, có trên chục điểm tập kết rác. Hình như là hai bên đều là rác rất nhiều, nhưng mà bên băng vệ sinh của tụi tôi để dọn dẹp rồi cũng vất vả lắm anh. Coi như là tầng nào coi như là cũng đều đi lụm như thế này. Gom lại chắc cũng bổn rồi, chứ chắc cũng khoảng nửa xe được. Những người mà buôn bán hàng rong đó anh, rồi dưới bên cái cánh của tài xế đó, đậu thì họ rất là rất nhiều. Về cái mỹ quan thì thấy nó không có đẹp cho lắm. Rồi về cái về vệ sinh môi trường á, thì tôi thấy này là cũng là quá ô nhiễm. Nguy hiểm hơn, gió lớn làm rác thải chai lọ bay tràn lên cao tốc, cộng với khói do đốt rác, nhiều ô tô đang lưu thông bị mất kiểm soát, hạn chế tầm nhìn, rất dễ dẫn đến tai nạn. Người dân ở đây cho biết, ngoài rác thải từ các xe lưu thông qua đây dừng nghỉ, thải ra, thì rất nhiều rác thải được các đối tượng chở đổ lén vào ban đêm, bị phân hủy và đã ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho khu sản xuất lúa hai bên tuyến cao tốc này.